Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Trong video clip ngày hôm nay thì Điệp xin tiếp tục cập nhật đợt phát thư hẹn phỏng vấn của lãnh sự quán Mỹ được phát lần thứ nhất dành cho tháng 7 này vào ngày hôm nay. Hôm nay thì đã có rất nhiều thư hẹn phỏng vấn đã được gửi ra cho các dự án phỏng vấn trong tháng 8. Chi tiết xin mời cô chú và các anh chị chúng ta cùng xem. Điệp có dịch vụ hỗ trợ hồ sơ di trú Hoa Kỳ cho cô chú và các anh chị thông qua hình thức online mọi lúc mọi nơi. Uy tín, chất lượng và luôn tận tình hỗ trợ cô chú và các anh chị. Cô chú và các anh chị có cần các dịch vụ về di trú như mở hồ sơ bảo lãnh người thân, tư vấn visa, hồ sơ định cư, du lịch, hoặc làm 6 bước với trung tâm visa, tư vấn các giấy tờ cần chuẩn bị đi phỏng vấn, kiểm tra hồ sơ trên hệ thống, đóng tiền thẻ xanh, đăng ký khám sức khỏe và chích ngừa, hoặc là đặt lịch hẹn phỏng vấn visa hoặc bổ sung giấy xanh R2A, thì có thể liên hệ với Điệp thông qua số Zalo này hoặc là địa chỉ email này. Điệp sẽ hỗ trợ trực tiếp cho cô chú và các anh chị. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Để cô chú và các anh chị thuận tiện theo dõi các đợt phát thư hẹn phỏng vấn, thì thông thường lãnh sự quán Mỹ sẽ có 3 đến 4 đợt phát thư hẹn phỏng vấn visa trong một tháng, thường là rơi vào các ngày trong tuần thứ nhất tới tuần thứ 3 của tháng đó, là từ ngày 3 cho tới ngày 22 hàng tháng. Tuy nhiên thì một vài tháng gần đây, lãnh sự quán Mỹ chỉ có 1 đến 2 đợt phát thư hẹn phỏng vấn visa. Thư hẹn phỏng vấn sẽ được gửi qua email mà cô chú và các anh chị đã đăng ký với trung tâm visa NVC khi mà hồ sơ chúng ta làm 6 bước trước đó. Và hiện nay thì lãnh sự quán Mỹ không còn gửi thư qua đường bưu điện như trước đây. Vì vậy cô chú và các anh chị chúng ta sẽ cần một email để chúng ta nhận được thư hẹn phỏng vấn. Cô chú và các anh chị có thể tham khảo qua video clip này cách để chúng ta để email của mình vào để nhận được thư hẹn phỏng vấn của trung tâm visa NVC và lãnh sự quán. Trong tháng 7 thì ngày hôm nay lãnh sự quán đã có đợt phát thư hẹn phỏng vấn lần thứ nhất là vào ngày 2 tháng 7, phát thư dành cho tháng 8 cho các diện ép. Trong tháng 6 vừa qua thì chỉ có một đợt phát thư là vào ngày 20 tháng 6 năm 2024, phát dành riêng cho các diện CR và IR ngày hẹn phỏng vấn trong tháng 8. Trong tháng 6 vừa qua thì lãnh sự quán đã giải quyết cho các hồ sơ phỏng vấn diện CR, IR có ngày hoàn thành 6 bước trong tháng 4 năm 2024. Còn đối với các diện F từ F1 cho tới F4 thì có ngày hoàn thành trong năm 2022, 2021 và 2023. Với điều kiện là các hồ sơ này đã đáo hạn với lịch visa. Vào ngày hôm nay thì Điệp đã nhận được rất nhiều thư hẹn phỏng vấn dành cho các khách hàng. Và thông tin mà Điệp cập nhật được thì lãnh sự quán đã giải quyết phát thư và dành cho các diện F, F1, F2A, F2B, F3 và F4. Các hồ sơ này có ngày hoàn thành trong năm 2021, 2022 và 2023. Ngày hẹn phỏng vấn là các ngày trong tháng 8 và các ngày trong cả tháng. Các hồ sơ thuộc diện F thì chúng ta lưu ý là các hồ sơ này đã đáo hạn với lịch visa, có nghĩa là ngày ưu tiên phải trước ngày trên lịch visa đã được công bố. Và cũng như thông lệ trước đây thì lãnh sự quán họ chỉ phát riêng dành cho các diện F. Trong kỳ này thì không có phát thư dành cho các diện CR và IR bởi vì trước đó họ đã phát thư rồi. Sau khi hồ sơ cô chú và các anh chị nhận được thư hẹn phỏng vấn và chúng ta cần liên hệ dịch vụ, thì chúng ta có thể liên hệ dịch vụ của Điệp để được hỗ trợ. Bên dịch vụ của Điệp có hỗ trợ là tư vấn các giấy tờ cần đem theo khi đi phỏng vấn và tư vấn cách sắp xếp hồ sơ theo từng bộ như yêu cầu của lãnh sự quán. Và kiểm tra lại các giấy tờ trên hệ thống CAAC đã đầy đủ hay chưa. Và đăng ký khám sức khỏe chích ngừa. Cô chú và các anh chị có thể liên hệ thông qua email này hoặc qua nhắn tin số Zalo này để được bên dịch vụ của Điệp hỗ trợ cô chú và các anh chị. Cô chú và các anh chị chúng ta cũng lưu ý,
Thông thường lãnh sự quán Mỹ sẽ chia ra làm nhiều đợt phát thư hẹn phỏng vấn để giải quyết hết số lượng hồ sơ hoàn thành trong cùng một tháng. Vì vậy, nếu như hồ sơ chưa nhận được thư hẹn phỏng vấn vào đợt này, thì chúng ta nên kiên nhẫn chờ tới 1 đến 2 đợt phát thư hẹn phỏng vấn kế tiếp của lãnh sự quán. Quan trọng là hồ sơ chúng ta cần chuẩn bị thật đầy đủ các giấy tờ cần đem theo khi đi phỏng vấn trong thời gian mà chúng ta chờ đợi thư hẹn phỏng vấn này. Khi nào mà chúng ta bị trễ hơn 1 tháng phát thư thì có thể gửi đơn inquiry form cho trung tâm visa NVC để hỏi thăm về hồ sơ của mình. Đối với các hồ sơ thuộc diện F là từ F1 cho tới F4 thì điều kiện để hồ sơ thuộc diện F nhận được thư hẹn phỏng vấn của lãnh sự quán thì sẽ có 2 điều kiện này. Điều kiện thứ nhất là lịch visa phải vượt qua hay còn gọi là đáo hạn với ngày ưu tiên của hồ sơ. Cô chú và các anh chị cần dựa theo bản lịch visa hàng tháng. Và điều kiện thứ hai của hồ sơ diện F là hồ sơ phải hoàn thành xong 6 bước với trung tâm visa NVC. Có nghĩa là được trung tâm visa NVC gửi tin nhắn và email xác nhận là hồ sơ đã hoàn thành. Khi nào có đủ 2 điều kiện này, thì hồ sơ thuộc diện F có ngày hoàn thành 6 bước trước thì sẽ được xếp lịch hẹn phỏng vấn trước. Đây là các hồ sơ mà Điệp đã hỗ trợ và nhận được thư hẹn phỏng vấn. Hồ sơ này là diện F2A, con nhỏ của thường trú nhân. Có ngày ưu tiên là ngày 8 tháng 10 năm 2020. Hoàn thành vào ngày 1 tháng 7 năm 2021. Phỏng vấn là vào ngày 26 tháng 8 vào lúc 7:30 sáng. Hồ sơ này là diện F3, con có gia đình của công dân Mỹ. Ngày ưu tiên là ngày 22 tháng 11 năm 2009. Hoàn thành vào ngày 25 tháng 5 năm 2023. Phỏng vấn vào ngày 26 tháng 8 vào lúc 7:40 sáng. Hồ sơ này là diện F2A, cũng là con nhỏ của thường trú nhân. Ngày ưu tiên là ngày 1 tháng 9 năm 2020. Hoàn thành vào ngày 21 tháng 7 năm 2023. Sẽ phỏng vấn vào ngày 26 tháng 8 vào lúc 8:10 sáng. Hồ sơ này là diện F2A, vợ chồng của thường trú nhân. Ngày ưu tiên là ngày 22 tháng 8 năm 2020. Hoàn thành vào ngày 11 tháng 8 năm 2023. Sẽ phỏng vấn vào ngày 29 tây tháng 8, cũng là 8:10 sáng. Hồ sơ này là diện F2B, con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân. Ngày ưu tiên là ngày 4 tây tháng 4 năm 2016, hoàn thành vào ngày 13 tháng 5 năm 2021. Phỏng vấn là vào ngày 13 tháng 8 vào lúc 8:20 sáng. Hồ sơ này cũng là diện F2B, con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân. Ngày ưu tiên là ngày 29 tháng 4 năm 2016, hoàn thành vào ngày 10 tháng 7 năm 2021. Phỏng vấn là vào ngày 14 tây tháng 8. Hồ sơ này là diện F4, anh chị em của công dân Mỹ. Ngày ưu tiên là ngày 16 tháng 7 năm 2007, hoàn thành vào ngày 26 tháng 5 năm 2023. Phỏng vấn là vào ngày 16 tháng 8 vào lúc 7:50 sáng. Hồ sơ này cũng là diện F4, anh chị em có công dân Mỹ. Ngày ưu tiên là ngày 30 tháng 7 năm 2007, hoàn thành vào ngày 20 tháng 5 năm 2021. Phỏng vấn là vào ngày 2 tháng 8 năm 2024 vào lúc 7:30 sáng. Hồ sơ này là diện F4, anh chị em có công dân Mỹ. Có ngày ưu tiên là ngày 30 tháng 7 năm 2007, hoàn thành vào ngày 9 tháng 4 năm 2021. Phỏng vấn là vào ngày 14 tháng 8 vào lúc 7:40 sáng. Hồ sơ này cũng là diện F4. Ngày ưu tiên là ngày 28 tháng 7 năm 2007, hoàn thành vào ngày 3 tháng 5 năm 2021. Phỏng vấn là vào ngày 13 tháng 8 vào lúc 7:40 sáng. Cô chú và các anh chị có thể tham khảo thêm một số video clip mà Điệp đã có chia sẻ về các câu hỏi phỏng vấn thường gặp của các diện bảo lãnh. Như đây là video clip thì đã có chia sẻ về câu hỏi phỏng vấn diện IR5 là cha mẹ của công dân Mỹ. Hoặc là video clip này chia sẻ về diện F4 là anh chị em của công dân Mỹ. Cô chú và các anh chị có thể tham khảo để chúng ta đỡ lo lắng khi đi phỏng vấn. Có 3 việc mà chúng ta cần phải làm ngay sau khi có thư hẹn phỏng vấn, cô chú và các anh chị chúng ta lưu ý.
Việc đầu tiên là đăng ký địa chỉ online giao nhận visa với lãnh sự quán. Việc thứ hai là phải đăng ký lịch hẹn khám sức khỏe và chích ngừa. Và việc thứ ba đó là phải chuẩn bị hồ sơ đem theo khi đi phỏng vấn theo đúng yêu cầu của lãnh sự quán. Nếu như cô chú và các anh chị cần hỗ trợ thì chúng ta có thể liên hệ với dịch vụ của Điệp thông qua email hoặc là qua số Zalo mà Điệp đã có chia sẻ. Điệp cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị.